Đây là không gian khu vực tầng thượng, một khu vườn trên không của một ngôi nhà 3 tầng được mới hoàn thiện ở khu vực trung tâm quận Hải Châu, gần đường Tiểu La. Xin mời các anh chị cùng xem ngôi nhà hôm nay nhé. Xin mời. Đây là khu vực phía trước hiên nhà. Chúng ta có một khu vực để xe riêng. Nơi đây chúng ta sẽ có hai căn nhà. Thì căn nhà này Thiên Nghị đã quay ở một tập trước rồi. Thì đây là ngôi nhà mới hoàn thiện ở khu vực này. Chúng ta cùng vào trong nhé các anh chị. Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái cánh cửa, bốn cánh cửa nhôm sinh pha lớn để đi vào. Đấy, đây là khu vực phòng khách của ngôi nhà. Thì chúng ta sẽ có một cái phong cách tân cổ điển pha một chút hiện đại. Ở khu vực này chúng ta đã có sofa, bàn ghế, khu vực kệ tivi phía bên này và có một cái vách lam để ngăn ở giữa khu vực cầu thang và phòng khách. Ở đây thì chúng ta có một cái hệ đèn ở đây cũng rất là lung linh và xinh đẹp. Ở phía này là khu vực bếp của ngôi nhà. Ở đây thì chúng ta có một khu bếp hình chữ Y đầy đủ thiết bị như là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, cũng là một phong cách khá là cổ điển đấy, với những cái tay cầm rất là xinh xinh. Ở đây thì chúng ta đang chừa trống khu vực bếp nấu và máy hút mùi. Khu vực bồn đã có rồi. Ở đây chúng ta có một khu vực bàn đá ăn 5 ghế. Ở tầng 1 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh được đặt phía bên này. Đối với nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ có cái bồn rửa được đặt bên ngoài và nhà vệ sinh thì sẽ có đầy đủ hệ tắm và vệ sinh. Ở phòng ngủ ở phía bên này chúng ta có một phòng ngủ ở tầng 1 cho các cô chú. Về công năng thì cũng cơ bản là đầy đủ giường này, tủ này. Đấy, nhưng mà đặc biệt thì chúng ta sẽ có cái hệ giếng trời ở đây các anh chị ạ. Giếng trời có một cái cửa trượt. Đấy, được trang bị một cái ghế đọc sách. Đấy, sẵn rồi. Rồi mời các anh chị cùng lên khu vực tầng 2 nhé. Đối với khu vực tầng 2 để đi lên thì chúng ta sẽ có một hệ cầu thang là tay cầm gỗ, sắt và bệ đá granite. Về độ rộng thì đây là một khu vực cầu thang rộng vừa đủ để mà hai người đi một cách bình thường, không có phải quá là hẹp đâu các anh chị ạ. Rất là vừa đủ tốt rồi. Ở khu vực sảnh tầng 2 thì chúng ta sẽ có một không gian sảnh ngăn giữa hai phía phòng ngủ. Ở đây chúng ta có hai phòng ngủ và phòng ngủ đầu tiên thì Thiên Nghị sẽ đi vào là ở phía bên này. Đấy, phòng ngủ đầu tiên thì chúng ta có cũng rất là cơ bản như phòng ngủ tầng 1. Tủ này, giường này, bàn này và tất nhiên rồi, một cửa sổ ra khu vực giếng trời ở phía bên này. Trở ngược ra lại sảnh của không gian tầng 2 thì chúng ta cũng sẽ thấy là phía bên này là nhà vệ sinh chung dùng cho hai phòng ngủ ở khu vực tầng 2 này, cũng là một bồn rửa bên ngoài, khu vực đầy đủ về tắm. Đây, Thiên Nghị đi vào một xíu cho các anh chị thấy nhé. Rất là rộng rãi thôi, đầy đủ các công năng. Và đến với phòng ngủ master, chúng ta sẽ có một cái hệ giật cấp vừa phải thôi, chỉ có hai bậc thôi. Thì lên luôn phòng ngủ master là một không gian gọi là cực chiêu, thoáng đãng, một cái hệ góc rất là đẹp như một căn hộ hạng sang. Chúng ta có một cái hệ cửa vòng qua đến phía bên này, một cái ban công hình chữ L. Đấy, anh chị có thấy là đã được trang trí cây cảnh rất rộng, trần cũng cao nữa. Trần của phòng ngủ này rất là cao. Đấy, các anh chị thấy rất là cao. Đấy, đủ ánh sáng, rèm đã được trang bị hết, kể cả rèm bên này và bên kia thì đều đã đầy đủ rồi, rất là đẹp. Đến với không gian tầng 3 thì chúng ta sẽ có gần như đến 3 công năng. Đầu tiên là phòng giặt phơi sẽ nằm phía bên này. Mặc dù là phòng giặt phơi nhưng vẫn được bố trí một khu vực nhà vệ sinh ở bên này các anh chị nhé. Đấy, nhà vệ sinh bên này có bồn rửa nhé. Phía bên này thì chúng ta có thể thấy là khu vực giếng trời á, có một cái khoảng cách tầm một gang tay. Đấy, không khí đi vào được mà vừa có ánh sáng ở khu vực này nữa, rất là hay. Và phía này chúng ta có một khu vực phòng thờ kèm với lại một sân thượng, có 3 bậc cấp để lên khu vực này. Đấy, thờ sẽ nằm ở đây, vừa phải trang nghiêm thôi. Và khu vực sân thượng đấy các anh chị ạ, một khu vực sân thượng rộng xinh, có cả hệ mái giặt ra đây luôn. Mưa nắng thì chúng ta vẫn ngồi được, trừ khi mưa quá lớn thôi. Và cái mức giá mà gia chủ đưa ra cho ngôi nhà này là 3,5 tỷ, một mức giá hợp lý cho một ngôi nhà ở khu vực trung tâm.
xây dựng 3 tầng hoàn thiện mới 100%. Nếu các anh chị có nhu cầu về xem sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với Thế Nghĩa theo số hotline được hiển thị bên dưới phần màn hình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.